Đây là văn bản từ Tổng cục Dân số Kế hoạch Gia đình gửi tỉnh Thanh Hóa, lại đề nghị tỉnh ưu tiên tuyển dụng viên chức dân số với những người chuyên trách dân số đủ tiêu chuẩn và kinh nghiệm. Trước đó vào tháng 5, Bộ Y tế cũng có văn bản nhắc nhở các tỉnh, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, cần tuyển dụng cán bộ dân số không chuyên trách làm viên chức theo tinh thần thông tư 05/2018. Bộ Y tế liên tiếp văn bản, Tổng cục Dân số liên tục kiến nghị, nhưng hơn 10 năm qua, chưa có một chuyên trách dân số nào được Thanh Hóa tuyển dụng vào biên chế, dù đã có thông tư hướng dẫn. Trước đó họ đã là cán bộ chuyên trách dân số xã rồi, và bây giờ do cái việc mà chia tách sát nhập của chính sách thay đổi, do vậy là họ đủ điều kiện để tham gia tuyển dụng vào trở thành viên chức dân số xã tại trạm y tế. Và các địa phương, hầu hết các địa phương khác, họ đều tiến hành cái việc mà xét tuyển dụng các cái đội ngũ này trở thành viên chức dân số xã. Đã không được tuyển dụng, mới đây Thanh Hóa còn xóa luôn chức danh chuyên trách dân số, thay vào đó giao y tế xã kiêm nhiệm. Theo Tổng cục Dân số, kiêm nhiệm có thể giảm chi ngân sách, nhưng cái mất sẽ rất nhiều, đó là lãng phí nguồn nhân lực. Gần 600 cán bộ dân số chuyên trách vừa có trình độ, lại có kinh nghiệm, trong khi nhân viên y tế kiêm nhiệm chưa có kinh nghiệm, lại không có nhiều thời gian tới từng bản làng xa xôi tư vấn về dân số. Nó có một cái điểm khác ở trong công tác dân số, tức là anh phải đến với người dân, tuyên truyền vận động người dân và thuyết phục tất cả người dân để tham gia thực hiện. Đấy là một cái điểm khác của dân số so với các ngành, các lĩnh vực khác, trong đó có cả lĩnh vực về y tế. Cũng theo đại diện Tổng cục Dân số, cái mất lớn nhất khi Thanh Hóa xóa chức danh chuyên trách dân số cấp xã là ảnh hưởng đến chiến lược dân số không chỉ tỉnh mà cả quốc gia. Vì nghị quyết 21, Ban chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với rất nhiều mục tiêu về mức sinh, giới tính, tuổi thọ, chiều cao và phân bố dân cư. Trong khi Thanh Hóa là tỉnh có nguy cơ cao về dân số như mức sinh cao, mất cân bằng giới tính, nguy hiểm nhất là tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Ở Thanh Hóa đang đối mặt với rất nhiều các thách thức về công tác dân số hơn so với lại tất cả các tỉnh thành phố khác. Nếu như mà họ khuyết một cái đội ngũ như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với khả năng thực hiện thành công nghị quyết 21 của Đảng và chiến lược dân số đến năm 2030 của Thanh Hóa nói riêng và của Việt Nam nói chung. Sau mỗi lần kiến nghị, lại chờ các sở ngành của tỉnh Thanh Hóa tìm giải pháp. Hệ quả, nhiều tháng nay, gần 600 cán bộ dân số chuyên trách bị mất việc. Gần 20 năm gắn bó, dành cả tuổi thanh xuân làm dân số, mang hạnh phúc cho nhiều gia đình. Song, nhiều người không nghĩ, có một ngày, tương lai của mình không biết sẽ đi về đâu.